cho mình hỏi tự do là gì. Đó có phải là trạng thái tâm lý ở xã hội hiện tại có thật sự tự do? Khi bùng bề cuộc sống xung quanh tay ngâu lo ai cũng bỏ kiếm tự do cho cá nhân mình, nên họ vội quên mất đi những ngân tình, bỏ quên cái cách quan tâm những người thân xung quanh mình. Trên con đường đi kiếm tự do họ vô tình tự nhốt chính mình. Chúng ta nghĩ ta đang được tự do nhưng mà không đâu. Chúng ta luôn bị giam cầm nhưng theo nhiều cách khác nhau. Ta thường hình dung tự do là được làm điều mình muốn, nhưng đó là kết quả của xã hội này tạo ra để ta bị lôi cuốn. Ta đang đau đầu suy nghĩ ta phải làm gì để có được tự do. Tự do, tự do. Ta phải làm gì để có được sự tự do? Chẳng thể nào được tự do vì xung quanh ta vẫn có nỗi lo. Tự do, tự do. Ai trong chúng ta đã được tự do? Chẳng thể nào được tự do vì xung quanh ta vẫn có nỗi lo. Ai trong chúng ta đã được tự do? Chẳng một ai muốn bị cuộc sống làm áp lực, okay. Bị người khác kiểm soát cảm giác muốn phát bực. Trong ta ai cũng có thứ gì đó để ràng buộc, vì trong thâm tâm ai cũng có ước muốn cố gắng để đạt được. Buồn cười làm sao? Có chắc là có nhiều tiền chúng ta sẽ được tự do hoàn toàn không? Theo một số người nghĩ là có, nhưng mà đâu ai biết được man. Có người nói những ai mong cầu càng ít thì tự do sẽ càng nhiều, nhưng thực tế thì lại cho ra hình ảnh phản chiếu. Con chim muốn được tự do bản thân nó phải học cách bay. Chúng ta muốn được tự do chắc định phải học cách buông bỏ. Ê, ta đang đau đầu suy nghĩ ta phải làm gì để có được tự do. Tự do, tự do. Ta phải làm gì để có được sự tự do? Chẳng thể nào được do vì xung quanh ta vẫn có nỗi lo. Tự do, tự do. Ai trong chúng ta đã được tự do? Chẳng thể nào được tự do vì xung quanh ta vẫn có nỗi lo. Tự do, tự do. Ai trong chúng ta đã được tự do?